Hello hello, chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip nhỏ nhỏ cho các bạn xem nha. Đây là vườn rau của mình đây. Đây mình về Việt Nam mình trồng giả chiến đó các bạn. Đó. Mình làm mấy cái hộp mẹ bằng móp. Mình mua 5.000 một cái thùng như này các bạn. Cái mình gieo cải xà lách. Nè, cái này cải xà lách ăn mình trồng ra nè, chiết trồng ra nè các bạn. Ở đây là gieo cải con, cải nhỏ nhỏ, rau muống, gieo chung với rau muống. Rau muống, cái này là cải để xanh nha các bạn, cải để xanh. Đây các bạn thấy bà để xanh rất là non. Quay cho các bạn xem. Rồi đây là cái rau muống mầm nha các bạn. Đó, rau muống mầm. Này mình gieo mới được cái tuần nè các bạn. Khoảng chừng 3 ngày nữa mới ăn được. Đây là cải xà lách. Mới gieo. Cải xà lách nha các bạn. Gieo lớn lên cái mình chiết ra mình trồng. Trồng cho nó lớn lên mình ăn. Đây rau muống nè các bạn. Đó, này rau muống mầm mà các bạn thấy nó lên đẹp không? Quá đẹp luôn. Đó, đây là đường Nguyễn Thanh phường 5 nha các bạn. Mình đang đứng trên nhà mình. Đó, nhà nước mới mở đèn nè các bạn. Đó, đường này ra bến đò nè các bạn. Có cái cầu Bạch Đằng qua chợ. Đó, mấy cái thùng này của mình nè các bạn. Mấy cái thùng rau của mình mỗi mốt mình mua khoảng 5-6 thùng để dưới đất này nữa. Nó về dài thì mình trồng ăn. Rồi hôm nay mình dọn ăn ở trên lầu mát quá các bạn ơi. Hiện giờ mình đang ở Việt Nam nha các bạn. Đang ở nhà ở Việt Nam. Mình làm cái clip nhỏ nhỏ này, không có đi chơi các bạn ơi. Không có... Bây giờ bên đây dịch quá trời rồi các bạn ơi. À, trong cái lò nhỏ này mình nướng được luôn ha. Cái đó là để nấu cũng cái lẩu. Làm nhỏ gọn. Thấy ngon quá, thơm. Ở bên Mỹ mình cũng thích ăn bò này lắm các bạn. Ở bển cũng thường mua về nướng ăn. Bò này ăn rất là ngon. Cái bò này mình mua ở đây hay dịp Sài Gòn ăn? Mua ở Vĩnh Long mình đây nè. À, Vĩnh Long mình bây giờ có bán cái này nữa ha. Nên nướng kem nha các bạn. Ăn về nhớ bên Mỹ các bạn ơi. Nhớ lên Chánh Phúc. Nhớ lên Tú. Em gì vậy? Nhớ mang thương chồng nó thương nữa. Nó đáng có tiền gì cũng mướt Phú Hí là 3 triệu 3. Về Việt Nam chiếc này chiếc truyền về Việt Nam chiếc này buồn quá các bạn ơi, không được đi đâu hết trơn. Rồi xin mời các bạn vô nha. Hãy
lên cầm xong rồi cầm cuốn cái đi. Ở Vĩnh Long mình thấy không có phát hiện như dịch bệnh các bạn ơi. Coi như là ở Long Vĩnh, ở Đà Nẵng liên quan tới là ở Sài Gòn nó thì có. Hôm nay là ở Việt Nam chết có thể là mấy? 16 người. 13. 13 người. Sợ quá. Bây giờ mình không dám đi vô sâu ở trong nữa nè. Ngoài Đà Nẵng thì nhiều lắm. Phía gần Trung Quốc á, đi qua. Ra ngoài đó giờ không hổng mà tính mua vé đi thẳng chơi chứ. Tây là không có xe Cần Thơ Trà Vinh Vĩnh Long mấy tỉnh sáu tỉnh miền Tây là không có được. Còn tỉnh nhẹ thôi. Thank you.
Bò hàng này sao ở bên Mỹ nó cũng nhập từ hàng hay sao em? Anh biết cái bò này có đầy đủ hết trơn á. Ở đây có bán đủ hết trơn, trong Winmart gì có bán đủ hết. Các bạn ơi, ở bên Mỹ là không có những cái đầu rồng này nha các bạn. Đây là cải ngồng, các bạn thấy không, nó ôm ướp vậy ăn rất là ngon. Ngọt. Ngon dạ. Lắm. Còn đây là tỏi. Tỏi này các bạn cắt banh nè, các bạn để vô. Ăn nó rất là bùi. Củ hành. Trà tím để vô ăn cũng rất ngon luôn. Rồi thôi mình kết thúc video đây các bạn. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Các bạn thấy video này các bạn có thích thì nhớ like, chia sẻ. Chia sẻ với các bạn chút nha. Thì cái thịt bò này nãy mình có nói các bạn là mình ướp chứ cái hũ barbecue á, rồi xong mình đắp thêm mè lên đó, rồi các bạn có thể thêm chế thêm miếng dầu ăn vô. Rồi khi mình muốn ăn tép hay là ăn mực hay gì đó mình để vô. Đây là củ hành. Ở bên trong Mỹ rất là dễ đó. Rồi các bạn ăn thêm ví dụ đậu bắp hay là cải ngồng, cà tím, đủ đầy đủ đủ thứ hết trơn. Còn ví dụ các bạn làm ướp cũng vừa, các bạn muốn ăn nữa là làm nước chấm. Chấm này thì là mình một miếng nước tương, một miếng đường, một miếng tương ớt vô, rồi vài lát ớt vô là rất ngon. Bên nhà Hai Quỳnh cũng ngồi nhậu dưới đất kìa. Mà nhậu dưới hè các bạn ở Việt Nam là vậy đó. Đó, dài dài trong đó là phường 5 đó các bạn. Đường này là gọi là đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5 nha các bạn. Đó, các bạn thấy rau của mình không? Rồi, mình kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chào các bạn. Bye bye các bạn đi. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye.